Mới đây, video ghi lại hành động vô cùng nguy hiểm của một lái xe khi di chuyển trên đoạn đường quốc lộ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều tỏ ra khó hiểu và bức xúc với việc làm này của tài xế, bởi đây là hành vi rất dễ gây tai nạn trên đường. Hình ảnh trong clip cho thấy chiếc ô tô 5 chỗ nhãn hiệu MG đang chở theo một tấm pano lớn. Lái xe đã để mở cửa xe trong khi di chuyển, chỉ bật đèn xi nhan bên phải để cảnh báo người đi đường. Clip trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng phải chăng mức phạt quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên mới có những tài xế bất chấp tất cả như vậy, hay do công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe quá dễ dãi khiến nhiều tài xế không biết đây là việc vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đây là một nữ tài xế và lập biên bản xử phạt với các lỗi không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy và chở hàng quá kích thước bao ngoài của xe. Đồng thời, chủ phương tiện là một doanh nghiệp cũng bị xử phạt lỗi để cho người làm công, người điều khiển phương tiện vi phạm. Tổng mức phạt với tài xế và chủ phương tiện là 7,4 triệu đồng. Ngoài ra, nữ tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Vâng, một hành động nguy hiểm đến tính mạng cho chính bản thân tài xế và cả những người đi đường. Đã có rất nhiều những trường hợp chở đồ cồng kềnh gây ra những tai nạn thương tâm. Chính vì vậy, mỗi người điều khiển phương tiện hãy chú ý hơn trong khi tham gia giao thông. Và theo luật, người điều khiển xe mở cửa, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng. Và nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Còn nếu hành vi này gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.